Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải cái đề thi học kỳ 2 toán lớp 1, đề số 4. Bài số 1, viết số 2 điểm. Viết các số từ 78 đến 95. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 và số cuối cùng 95. Câu B. Viết số vào chỗ chấm. Số liền trước của 89 là, liền trước là ta lấy cái số đó ta trừ cho 1, được không? Còn liền sau ta lấy cái số đó ta cộng cho 1. Số đó là số nào? Số đã cho. Số đã cho là số 89, liền trước ta trừ 1 còn là 88. Số liền sau có 75 là ta cộng 1, 76. Số 68 gồm bao nhiêu chục và mấy đơn vị? 60 và 8 đơn vị. Số 59 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 50 và 9 đơn vị. Bài số 2, 3 điểm. Tính nhẩm. 54 là cộng 54, 4 cộng 4 là 8, 58. 76 là trừ cho 23, 6 là trừ cho 3. Còn 3, 7 là trừ cho 2. Còn 5. 64 là cộng 25. 4 ta cộng cho 5 bằng 9. 6 ta cộng 2 là bằng 8. 68 là trừ 27, 8 là trừ cho 7 còn 1. 6 là trừ cho 2. 4. Câu B đặt tính được tính. Năm mươi bốn ta cộng 35 4 ta cộng 5 là bằng 9, 5 ta cộng 3 là bằng 8. Bài tiếp theo, 89 ta trừ cho 68 9 là trừ 8 còn 1, 8 là trừ 6 còn 2. Bài số 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 1 điểm. Cái kim này trùng, cái kim dài trùng với cái kim ngắn nha. Mà đề chỉ số 12 hết là 12 giờ. Cái kim này chỉ số 4, cái kim này chỉ 12, 4 giờ. Khá đơn giản. Bài số 4, điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 58 số 3, số 3 lớn hơn. 78 với 99, 99 lớn hơn. Này chúng ta phải cộng ha. Này là 86, còn này chúng ta cộng lại bao nhiêu? 5 ta cộng 4 là 9, 69. 69 này là 86, lớn hơn. Trừ nhau ra, 5 ta trừ 4 cùng 1, 71. 6 cộng 3 là bằng 9, 59. 59, 71 này lớn hơn.
Và số 5 một điểm hình vẽ bay có mái hình vuông. Có hình vuông ha. Hình tam giác, cái này nhầm lẫn. Rồi hình vuông là có bao nhiêu hình? Một hình, hai hình. Rồi cộng hình là nữa không? Hình lớn ở ngoài nữa. Nhớ không? Hình lớn ở ngoài nữa là ba hình vuông. Hình tam giác thì có bao nhiêu hình? Một hình, hai hình, ba hình. Nghe không? Một, một, hai, ba. Còn hình nào nữa không? Là ba hình. Tiếp theo. Qua trang thứ hai. Bài số 6. Trong vườn nhà mẹ có 57 cây chuối và cây mận, trong đó có 25 cây mận. Hỏi trong vườn mẹ có bao nhiêu cây chuối? Thì tổng cộng là 57 mà trong đó có 25 cây mận rồi, thì chúng ta trừ ra, đơn giản ha. Hỏi bỏ bao nhiêu bỏ số cây chuối trong vườn nhà mẹ có là năm mươi bảy cây tổng cộng, nhưng mà trong đó có 25 cây mặn rồi, bằng 7 ta trừ cho 5 còn 2, 5 ta trừ cho 2 còn 3, 32 cây chuối. Đáp số. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những cái đề thi học kỳ 2 mới tiếp theo. Xin chào các em.